Xin chào mọi người đang xem kênh Hà Dương TV. Thì mình có đặt cái trên mạng, cái chị trên mạng á mọi người, là 5kg xài cát Hòa Lộc. Đây. Không biết có xài, có phải là xài cát Hòa Lộc ở Hòn Đất mình không đó. Thì mình sẽ cho chồng mình ăn thử mọi người. Thì bên đây cũng có rất là nhiều loại xài luôn, nhưng mà không phải của hàng, của các nước của mọi người. Như ở như xài Peru, xài Thái Lan cũng có, xài Việt Nam cũng có, xài keo, xài tượng nữa đó mọi người. Nhưng mà khi chín thì mình cũng có cho chồng mình ăn rồi, nhưng mà chồng mình nói ăn không có ngon. Thì hôm nay mình sẽ đổi thử là xài cát Hòa Lộc như thế nào. Giờ mình sẽ gọt để mình lựa trái chín nè. Cái này nó cũng có trái bự, trái nhỏ. Đây, cái này nè, trái nhỏ. Nè, cái bố, khá chi hả? Ngon. Khá chi hả? Khá chi hả? Khá chi hả? Khá hả? À, có gì? Kêu cho mình ngon thêm. Dạ, không chịu. Dạ, mọi người thấy cái hàng người ta gọt không? Gọt như nào, gọt ngược như nào. Mình thì gọt tới. Thì cái mình cũng hỏi cái chồng nói đó, đó giống như là cái văn hóa của người ta đó. Rồi xong cái mình đọc ở trên trên mạng rồi đó mọi người. Thì là cái người ta nói á, là người hàng á, người ta gọt cho chồng. Ví dụ như có lỡ tay hay cái gì đó thì là cái người ta tự chịu, chứ không phải như mình á, thì mình gọt lỡ tay trúng người đối diện. Trúng người đối diện, không có trúng mình. Nên người hàng ta cẩn thận cái đó, người ta phải sẽ quay vô cái hướng về cái người ta, không để trúng cái người khác. Như nè, để mẹ cho. Thì Hai Dương bữa nay xả tóc mình thấy sao mọi người? Nhìn giống con trai không? Ôi, Hai Dương kêu vô. Nhìn dễ thương như mắc cười không? Cái máy là hai chồng cắt. Nó đâu có ngồi im cho cắt đâu. Mắc đè, đè nó cắt. Đây, thơm mùi xà cát nè. Để mình cho Hà Jun miếng để nó quậy nè. Dạ mày sẽ kêu mặt cây vô. Cái này nhìn nó ngoài là mình thấy là 100% là sẽ cát luôn á. Đây nó có hơi hư một chút. Đây. Chín chín. Đây nè. Nó hơi có dập cái ruột ở trong một chút nè. À. Kệ đi không sao. Tại vì ở bên Việt Nam vận chuyển qua đây thì nó mà vận chuyển này cũng xài chín nè, nên nó cũng như vậy là tốt lắm rồi đó. Để cái hộp liền hồi cặp hộp. Nè, vô bông một cơ. Một cơ bây không? Cho chồng ăn thử ra. Úi cái bự này đi. Nè. Nè. Mọi người coi thử. Đây. Nè, mọi người coi thử đây có phải là xài cát Hòa Lộc không nha. Đây. Chứ mình thấy lần 100% rồi đó. Chắc này chắc xài cát ở ở Hòn Đất nè, Hòn Đất xuất khẩu qua đây gì nè. Mơ. Sao con? Cái gì? Rớt dưới đây hả? Đây này mẹ lấy đi nha. Rồi, đây để mẹ để cái túi này nè, không có rớt xuống. Y đất kìa. Rồi. Nè hay vô mà con. Rớt dưới cái đó. Nó là. Mà xịt tế. Mà xịt. Thầm áo. Thà đó. Ngọt ngay luôn. Thà đó luôn. Ăn xưa luôn. Mình mua cái thùng này 5kg là 46 ngàn. 46 ngàn là khoảng 920 ngàn 5kg. Ở bên Việt Nam á, 1kg thì có 60 ngàn hay 70 ngàn nha. Qua đây mà 5kg 900 mấy. Ký gần 200 ngàn. Ví dụ như 1 triệu thì 1kg 200 ngàn. Cái này ký nhiêu ta?
học đại học rồi mà cô còn cuốn chương sinh đó nè. Ôi ngon quá trời ngon này. Tại vì nó ngọt, ăn cái vị là vị xài cát luôn chứ không phải là cái vị mà cái mùi của mấy loại xài khác nha. Ui nó ngon. Mua thùng này cũng hơi tiết tiện lắm luôn. Chứ phần cũng lâu lắm rồi không có ăn xài cát nữa. Ăn lại nó ngon. Chồng mình thì phải ăn xài. Việt Nam lần trước á, thì cũng mua xài ăn nhưng mà nó không có ngày mùa đó. Nên đâu có xài cát rồi, mấy xài kiếm đâu có đâu, chỉ có xài gì? Xài thanh ca. Xài thanh ca thì ăn nó không có ngon. Có bữa mua thì ăn cho ngâm hộp nó chua. Có bữa thì ăn thì nó cũng hơi ngọt mà nó không có ngon á. Shit. Khỏi chứ. Si. Không mua. À, si khỏi đi rồi. Khỏi nên không mua. Thấy bọc ăn thấy ngon hả? Nó cũng hơi dập cái ruột ở trong. Nó ruột chút xíu à. Nó chồng thôi cái hộp hay gì. Nó cái hộp không chồng khờ. Khờ. Chồng nó cái hộp bự. Chứ kia ăn khờ rồi. Kia mà trời ăn khờ rồi. Nè, vô bụng mà coi. Để ăn cái miếng này thử coi. Cái miếng này cái màu chính sao nó không có ấy không. Ôi tức đi. Cái trái này thì nó hơi chua chút xíu. Chua cũng chưa rồi. Cho kì. Nè, cho kì. Hay chưa? Ăn lắm. Ngon chứ đâu không? Chưa kì. Trái này thì nó hơi cái chua chút xíu ngoài cái đậu. Nhưng mà không sao, ăn ngon. Ngon quá. Nhưng hồi cặp cái hộp. Có đâu? Ảnh đi á, cho người ta mua một cây không? Đây kim chanh trái chín. Đây thêm một trái chín nữa. Tại lúc mình mua chị bán nói là phải mua nó là nó còn hơi sống sống gì nè. Nếu nó còn hơi sống sống thì ăn tất nhiên nó sẽ hơi chua chua. Chị kêu để chín muội ha. Mà cái này gấp. Tại vì nó mới xíu. Mãi nhưng mà cơ vô, hay vô mà cơ. Ở mai chị kêu mà cơ. Ôi. Nhưng nó dùng tuần nữa à, dùng xíu à. Cái miếng này, miếng nãy hồi nào nói đó, nó hơi chua chua đó, chồng nói chua. Chua cũng xin. Thấy chứ mở cửa. Chồng mình nói no à. Tại là hồi lúc nãy đó. Vừa mới mà ăn cơm xong có khoảng nửa tiếng gì. Con mới xưa. Miếng này ngọt à. Hai trái đầu ngọt. Cái trái thứ hai nãy là do nó chưa chín hùng á nên hơi chua xíu. Pebulot. Xong. À chung ta, mua một cơ. Y cơ cho mua một. Cho kia một cơ. Y cơ mua một cơ. Chua chê. Ơi. Nó dập ở trong nữa rồi. Mệt sớt. Trái này chồng khen ngon. Vô nè. Hay vô mở cửa. Nè. No hay gì vậy? Nè. Hay mở cửa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ. 5kg. Được mười mấy trái không? 14, 15 trái gì đó. Nãy mình không có đếm nữa. Mình nghĩ đây, chắc khoảng 14, 15 trái. Miếng này hơi chua chua. Có mấy trái bự à? Còn nhiêu ở đây là mấy trái nhỏ nhỏ không à? Rồi. Nóng nóng là dơ hết trên cái áo luôn rồi đó.
누나. 나 이거 먹자 흐. 버리면 안 돼. 조금씩. 좀 넣자. 이렇게 넣었어. 응. 이거 먹어. 나 배불러. 배불러요? 나 ăn còn cũng nhiều nên chồng mình là no. Tới bữa nào về với mẹ em mua mít ăn. Thật ra mình quá không giờ mới được người. Không giờ rồi mà. In kilo. In kilo. Chồng hỏi bán cá gì gì đó, mình đã bán ký. Ký thì khoảng 70 ngàn đi. À 70 ngàn là 7만 tông in kilo. 7만 tông 3,500원? 싸. 응. 와. 한국은 한 개에 5,000원. 응. 많이 비싸요. 1kg면은 영화 한 네 개, 세 개, 네 개. 몰라요. 총 세 개. 응. 잠 한번 먹 ký của mấy trái mình nó chắc khoảng 3 trái quá. 아, 5kg 46,000원. 일승 7만 7만 동 싸. 싸우. 뭐? 나마 하고 나무 먹냐 왜? 싸우. 나중에 베트남 가면 하루에 1kg씩 먹어. 응. 많이 먹어 나중에. Thôi mọi người ơi, thì hôm nay mình quay tới đây thôi mọi người. Hà Vui giờ nó quậy rồi, nó không ăn rồi, nó quậy rồi. À, thì cảm ơn mọi người đã xem hết cái video. Nếu mọi người yêu thích cái video của gia đình mình á, thì mọi người hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ gia đình nha. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Nhìn bác cười hả? Ồ bye bye, nghỉ quay bác cười. Bye bye.